Chiếc Mercedes-Benz GLK 300 xuất hiện dưới đây đang nhận được sự quan tâm lớn từ phía cộng đồng mạng. Xe sản xuất năm 2009 đã lăn bánh hơn 130.000 km và đang được chào bán với giá 360 triệu. Tuy vậy, sự chú ý của cộng đồng mạng lại đổ dồn vào những phụ tùng mà chủ nhân đã nâng cấp. Chủ nhân cho biết, tất cả hạng mục tu sữa lại có tổng chi phí 250 triệu. Ngay khi chiếc GLK 300 về tay, chủ nhân đã thay thế một số phụ tùng thiết yếu, bao gồm đĩa phanh, má phanh chính hãng, toàn bộ càng A, lốp, gạt mưa, bình nước phụ. Ngoài ra, chủ xe cũng đã cho đại tu lại cầu sau và thay mới ổ bi. Cho đến gần thời điểm giao bán, xe tiếp tục được thay thế nhiều phụ tùng khác như két nước, lốc lạnh, toàn bộ bơm xăng, cảm biến điều hòa, phuộc sau, vô lăng kèm túi khí, dàn đèn 4 bi led. Chưa dừng lại ở đó, chiếc GLK300 cũng được đại tu lại hộp số, vi sai, các loại dầu máy, dầu trợ lực, nước mát cũng đều được thay mới. Bên cạnh đó, chiếc Mercedes-Benz GLK 300 cũng được chăm sóc kỹ lưỡng, dễ thấy qua lớp sơn sáng bóng. Nội thất cũng cho cảm quan tốt về mặt chất lượng. Đặc biệt, hàng ghế trắng kem vẫn chưa quá xỉn màu dù 14 năm đã trôi qua. Nội thất Mercedes-Benz GLK nói chung đem đến một cảm giác khác biệt hơn hẳn so với các mẫu xe điệu đà khác của nhà mẹ. Sau gần một thập kỷ, nhựa xe đã bắt đầu có những dấu hiệu lão hóa nhỏ. Nếu đã quen mắt với những màn hình LCD hay hệ thống command của những model hiện đại, có lẽ bạn sẽ hơi thất vọng với màn hình giải trí chỉ to ngang với kích thước màn hình của một chiếc iPhone 6S. Bù lại, chất âm tự hệ thống loa tiêu chuẩn vẫn rất bắt tai, và dĩ nhiên là có thể điều chỉnh mượt mà qua những nút bấm trên vô lăng. Vô lăng của Mercedes-Benz GLK 300 cho cảm quan ban đầu nhẹ nhàng hơn nhiều so với những mẫu xe cùng thế hệ. Đánh lái một tay không phải là điều gì đó quá khó khăn. Điều này giúp xe trở nên thân thiện hơn, với những chủ nhân sở hữu muốn một chiếc SUV đô thị. Mercedes-Benz GLK 300 có hàng ghế thứ hai khá cơ bản. Đáng tiếc là xe không trang bị cửa sổ trời ngày kể cả cho hàng ghế thứ nhất. Mercedes-Benz GLK 300 đời 2009 sử dụng động cơ V6 3 lít, kết hợp hộp số tự động 7 cấp cho công suất cực đại 231 mã lực và 300 Newton mô men xoắn. Trên lý thuyết, xe mất không tới 9 giây để tăng tốc không đến 100 km/h.